luận về bộ tam giải tập đoàn cứu khốn phò nguy, gồm sao thiên giải, địa giải, giải thần và luận thêm sao thiên khố. Ngũ hành, thiên giải hỏa, địa giải thổ, giải thần mộc, loại, phúc thiện tinh, y tính chất cơ bản của thiên giải, địa giải, giải thần. Thiên giải, địa giải chủ sự giải trừ, giải quyết, tháo gỡ. Thiên giải mang tính chất tâm linh, thần bí thiên bằng trời, địa giải mang tính chất con người. Vẫn thiên địa giải thì không quá phát đạt nhưng cũng không lâm vào cảnh bần cùng. Ví dụ, hạn xấu gặp thiên địa giải thì bớt xấu. Hạn tốt gặp thiên địa giải thì bớt tốt. Thiên giải hỏa chủ sự cứu nguy, giải trừ tai nạn, bệnh tật, gia tăng phúc thọ. Địa giải thổ chủ giải trừ những tai nạn nhỏ. Cung điền và cung tài có thiên, địa giải không được giàu có lớn. Cư thân mệnh chủ phúc hậu nhân từ cứu khổn phó nguy, giải trừ được phần nào tai nạn hung nguy, gia tăng phúc thọ. Cư điền tài, thời giữ gìn của cải ruộng vườn được bền chặt thêm. Tuy là sao nhỏ, nhưng lưu nhị hạn mà gặp được thời cũng đỡ lo ngại, dù không có nhiều mãnh lực để triệt tiêu được các tai họa. Thiên giải cao giáo trắng hồng, gặp thời may mắn toại lòng vui sao. 2. Ý nghĩa của thiên giải, địa giải và giải thần. Ba sao này đều là thiện tinh và có ý nghĩa. A. Về tính tình, sự đức độ, khoan hòa, thuần hậu. Sự từ thiện, lòng nhân hay giúp đỡ người khác. Người có ba sao này tâm tính lương thiện, hướng thiện, không hại ai, vị tha, hay giúp đỡ người hoạn nạn hay người yếu kém. Về điểm này, ba sao trên có đặc tính giống như thiên quan quý nhân và thiên phúc quý nhân. B. Về phúc thọ, chủ sự giải ách, trừ hung, tăng phúc thọ, may mắn. Giảm bệnh tật, tránh hay giảm tai họa, làm tăng phúc thọ, may mắn đặc biệt. Người gặp những sao này thủ mệnh thường gặp nhiều giải may lạ lung và bất ngờ. Về điểm này, ba sao trên có đặc tính giống sao hóa khoa, cũng là một sao giải hỏa rất mạnh. 2. Tam giải và các sao giải khác. Khoa tử vì có khá nhiều sao cứu giải. Về chính tinh thì có tử vi, thiên phủ, thiên lương, thiên đồng. Về phủ tinh thì có quang quý, tả hiểu, hóa khoa, thiên giải, địa giải, giải thần, thiên đức, nguyệt đức, phúc đức, long đức, thanh long, thiếu âm, thái dương, thiên phúc quý nhân, thiên quan quý nhân, hóa lộc, lộc tồn, bác sĩ, tràng sinh, đế vượng, triệt, tuần. Hiệu lực các sao này mạnh hay yếu tùy bản chất, tùy sự hội tụ và tùy sự xa lánh sát tinh. Có thể xếp hạng hiệu lực này như sau. Sao giải mạnh, tử vi, thiên phủ, thiên lương, thiên đồng, triệt, tuần. Sao giải khá mạnh, hóa khoa, quang quý, tả hiểu, thiên giải. Sao giải nhỏ, địa giải, giải thần, thiên đức, nguyệt đức, phúc đức, long đức, thanh long, thiếu dương, thiếu âm, thiên quan quý nhân, thiên phúc quý nhân, hóa lộc, lộc tồn, bác sĩ, tràng sinh, đế vượng. Giữa các phủ tinh, hóa khoa đứng đầu các sao giải vì hiệu lực mạnh mẽ của nó. Sao này còn được gọi là đệ nhất giải thần, có tác dụng cứu giải hầu như toàn diện. Tác dụng này bắt nguồn từ sự khôn ngoan và phẩm hạnh tốt của con người. Trong khi đó, các sao quang quý, thiên giải, địa giải tượng trưng cho sự che chở của linh thiêng và những sao tả hiểu, giải thần, thiên quan, thiên phúc biểu hiện cho sự giúp đỡ của người đời đối với mình. Càng hội tụ nhiều sao giải, sự may mắn càng nhiều thêm. Riêng sao thiên giải có hiệu lực chế khắc hai hung tinh là Đà La và Kiếp Sát. Không thấy nói đến tác dụng của địa giải và giải thần. 3. Tam giải ở các cung. Tam giải rất tốt khi đóng ở cung mệnh, thân, phúc, di, tật. Nếu giáp mệnh và thân thì cũng tốt. Tuy nhiên, ở cung điền, cung tài, thiên giải và giải thần làm hao hụt của cải. Không thấy nói đến sao địa giải, nhưng có lẽ sao này cũng có tác dụng như trên ở hai cung này. Nên xem các sao thiên đức, nguyệt đức, phúc đức, long đức. Bốn sao này hội với tam giải tạo ra phúc đức lớn.
Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung phụ mẫu. Phụ mẫu gia tăng thọ trường, đem lại may mắn lắm cho cha mẹ. Cha mẹ là người đẹp đẽ, thanh cao, ôn hòa, có tài chính, điền sản, người hay làm phước thiện. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung phúc đức. Dòng họ nhiều người hiền lành, từ thiện, tốt tính, hay giúp đỡ nhau. Dòng họ mỗi người một nơi, mỗi người một xứ, không ở gần nhau. Ông bà tổ tiên mồ yên mà đẹp, nhiều người đã siêu thoát, không còn vấn vương, tái sinh cuộc sống khác. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung điền trạch. Thiên giải địa giải không ưa cung điền trạch vì sẽ làm tán mất, hao hụt đi của cải đi, nhưng cũng không đến mức gây khó khăn cản trở trong cuộc sống. Thiên giải địa giải thủ cung điền thì không nên lập bàn thờ thần linh, thổ địa tại nơi ở, cửa hàng, dễ làm hao tán mất thêm của cải đi. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung quan lộc. Công việc hay được may mắn, có người hỗ trợ, giúp đỡ, giảm chế được nhiều bệnh tật, tai họa. Thiên giải địa giải cơ quan gia tăng sự thuận lợi về việc cầu công danh, chức vụ, thi cử, bằng khen. Người trong công việc luôn có tính công tâm, tính xây dựng, được nhiều người kính nể, quý mến. Người hay làm các công việc có tính từ thiện, giúp người, cứu người như thầy thuốc, bác sĩ, thầy giáo. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung nô bộc. Người hay được bạn bè giúp đỡ, đem đến cho may mắn và tiền bạc. Bạn bè là những người tốt tính, hiền lương, thật thà, đắc lực, hay giúp đỡ mình khi khó khăn. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung thiên di. Là người ra ngoài, đi xa hay gặp may mắn, được quý nhân giúp đỡ, thoát nạn. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung tận ách. Giải trừ bệnh tật, tai họa, bị ốm gặp thầy thuốc giỏi cứu chữa. Tuy nhiên nếu chỉ đơn thủ thì khả năng cứu giải thường không mạnh. Thiên giải, địa giải chỉ cứu giải được một phần nào đó thôi. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung tài bạch. Thiên giải địa giải không ưa cung tài bạch vì sẽ làm tán mất, hao hụt đi một phần của cải, nhưng không tới mức phải lo nghèo khổ. Người có thiên giải địa giải cư tài thường công tâm về chuyện của tiền, tiền bạc phân minh, luôn kiếm đồng tiền sạch sẽ, thanh cao. Người hay chi tiền làm phúc, cứu người, từ thiện. Người mất tiền để giải trừ tai họa, bệnh tật đi. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung tử tức. Dễ sinh con đẹp, dễ nuôi. Người dễ sinh quý tử, con cái thông minh, hay được gặp may mắn. Con cái hiền lành, nghe lời mẹ cha. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung phu thê. Vợ chồng đẹp đôi, tương đắc, cưới xin dễ dàng. Người hôn phối là người thanh cao, tốt tính, thích từ thiện, hay được gặp nhiều may mắn. Vợ chồng tính khí thất thường, sớm nắng chiều mưa, giữa trưa phập phù. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải ở cung huynh đệ. Anh chị em hiền lành, tốt bụng, hay gặp may mắn, giảm bớt bệnh tật, tai họa. Ý nghĩa sao thiên giải, địa giải đi vào các hạn. Hạn gặp thiên giải, địa giải được giải trừ bớt tai ách, bệnh tật. Giai đoạn hay gặp chuyện phải hao tổn tiền bạc, của cải đi một phần. Luận thêm về sao thiên khố, sao thất truyền trong tử vi năm phái. Ngũ hành thuộc thổ, đặc tính cát khí, của cải tiền bạc giống sao thiên lộc, lộc tồn. Loại tài tinh, đắc cách, cung tài điền mệnh. Phương vị bắc đầu tinh, cách cục đẹp, khố mã giao trì. Chủ về tiền bạc, bộ sao thất truyền trong tử vi nam phái. Đóng cung tài bạch và cung mệnh là người quản thủ tiền bạc giỏi. Sinh năm Giáp Kỷ mà có sao thiên khố dễ gây dựng của cải phong lưu. Có phú rằng, hỏi ai Giáp Kỷ mấy người, gặp sao thiên khố tiền rời bạc muôn. Cách an sao thiên khố lấy dần làm tháng riêng. Nghịch về tháng đẻ là miền địa lâm, là một trong các sao nằm trong hệ thống nghịch tháng thuận giờ, cùng với đầu quân, rất đáng lưu tâm. Bổ khuyết cho lá số khi thiếu sao lộc phù, cung số.
thiên khố vào các cung nào thì tốt cho vị trí đó về tài chính và cát diệu. Kết phần sao bộ tam giải. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu tử vi. Chào thân ái.